Thì đó xình à. Nè, hồi nãy nó bị gớt với xình nó dội đội cái phục nè. Em sợ. Sợ cái thắng á. Dạ, đúng rồi, có vợ xúc nó cảnh giọt. Đúng rồi. Ô, cái này không rồi, sống này không? Đó là nó đi, nó đi. Ủa mấy quặng đâu lấy không được? Lấy, chú có ấy rồi, lấy 6 cái giò nước cho chú với cái giò nhựa cho chú đi. Rồi, lấy cái giò vô luôn con, 6 cái giò nước, lấy trong cái giò đó. Ủa, tôi nó sợ bão rồi đó. Dạ. Nó xúc chảy. Cái nguồn này tận dụng ngon quá trời chứ. Ừ. Khô hầm nè. Đấy, nè, cái khô hầm này tận dụng ngon quá. Hả? Con hầm này tận dụng ngon quá để không chi uổng. Này đầu tư vài trăm triệu nuôi cái hầm trộm dưới đây. Con ghé Trần Đề Sóc Trăng, xong rồi mới xuống Vĩnh Lợi. Vĩnh Lợi xong mới thảo ra mới xuống chú. Rồi bữa đi em đi có cầm đi ra thêm 3 ngày ngang nữa nha. Đây, 6 cái giò chứ. Ừ. Vẫn mẫu rồi chú luôn á. Mua cái co 21 vậy nè, cái ở đây mình chụp vô đây thì ok nè. Là, đây ơi. Hả? Là cái lên. Co hả? Dạ, cái co này nó mình nhận lại. À. Tại em vô dặn sát dặn lên cho cái nó nằm ở trên vậy nè. Hôm nay nó đổ cắn nó xuống. À. Không mà là làm lỡ là mình nó để kiểu là rà nào. Kiểu này nhưng mà cái này nữa là cái này quay xuống. Có bảo tố bắt cái tử rồi sao hả? Phải chuẩn bị ha. Ừ, mình sợ trước mà con nó kỹ dữ đó chú ơi, tôi sợ. Không đã cô là dòm thấy nó bảo ngoài ngoài là không có, tôi sợ rồi. Thôi bảo ngoài ghê quá. Ừ, mình cứ chuẩn bị sẵn á, chứ ở dưới cái hầm này ngon quá trời. Ừ. Đây cứ làm giật giật ở đây ngon quá trời. Đó thầy là lợi bên tôi là lợi. Lợi đi cho nó xanh đẻ cái bắt đầu là không. Đừng thả đây con. Thả vô đi cho chú. Chú thả đây luôn hả chú? Cái này. Không là cái con nó được là cái cốc ở nhà đó. Đúng rồi. Con thả đầu mà em biết rồi. Nếu đóng ba ba thì em biết rồi. Rồi, sáng rồi. Yeah.
ra đây còn bò ra tắt mà không xuống đi. Thì bò ra đây chứ vậy? Vậy nghe xuống cái này nó không biết lại chứ nó ra bò ra nó quèo 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 ngô chứ. Là cái lại đó là con chồng đực đó hả? Dạ. Tôi có biết đâu rồi, mẹ ba và ba là giờ lại già rồi là mình phải chuẩn bị. Chuẩn bị kiếm thu nhập thu độc. Ờ, chứ lại trở về sao giờ đứa cái này con cái nó khổ rồi gì làm sao nó chăn nuôi được. Dạ. Con nó nuôi đích để dưỡng già đó chứ. Rồi dẫn nó chú. Cái này, cái này là tay cô. Đúng, bao nhiêu tuổi rồi? Nhiều rồi. Ờ, 47. Ờ, của lại tôi 60. Hai tôi bệnh tiên rồi rồi tức chỗ từ lum hết trơn lum cho rồi là cái số đồng tiền này tặng cô cái để lại tặng đâu cái hả tôi bị bệnh mày cái gì lum lum mày nè mọi thứ gì hết lao á nhất nói cái mấy cái lao đó mới đi xét nghiệm mẹ kia là cho hết lao rồi đó mẹ nè không nhiều lắm rồi tính ra rồi ổng không thấy lên ở mắt xong lên chạy trồn ngày hôm nay xong rồi thấy cũng nhiều chạy quá thấy không ai nói chuyện có tình cảm không phụ chi chú rồi cái nhà bà chị sợ nó như mình hồi nãy mình không có nuôi á rồi có sanh con đẻ cháu rồi không có đầu ra không có tính nuôi nhiều càng nhiều dễ đầu ra tại ai con có nuôi á. Dạ lắm. Xin để cái này nó người đặt xuống đó không? Dạ, lấy cái tiền kìa. Kêu chị người làm á. Thì nói không có đầu ra. Rồi tao phải có gì tan lẻ thôi nhờ cứu. Hỗ trợ gì vậy nhé. Càng có nhiều đi. Ừ. Lại chưa đâu hả? Con nó lan ra cho đầy luôn. Chứ không lẽ là vài cặp mà tự trả này con đổ đường xuống mày. Xuống là phải vài chục cặp. Ừ, nó dữ lắm. Ừ. Chưa đâu. Chưa mà đâu. Mà lỡ trong là vòng 3 năm là nó ở đây ra ngoài đây đó. Đúng rồi, nếu 3 năm rồi đó. 3 năm ở đây. Cái anh kia, anh bắt coi không? Của ông 6 con như chú bắt gì nè. Mà ổng nuôi lén trên cái phòng trọ ở trên Bình Dương á. Mà bữa con có quay clip lên chú ra coi không? Giao được 3 là ảnh về nhà dinh luôn rồi, anh đẻ được 19 con. Bây giờ là của ảnh sẽ bắt thêm 3 của bông, 6 con nữa là ra 31 con. Là bây giờ làm cái chạy lớn nghỉ lái xe. Kéo vợ, công nhân kéo gì luôn. Bây giờ không có đồng vốn chú, ít đồng vốn. Em lỡ bây giờ cũng là xã, cũng đi làm công nhân nè. Làm cơm mà bữa nay mấy con không có cơm cắt đi cho nên làm 10 giờ về. À. Lọc cơm đó chú. Cái này chú Giang á, chiều tối này có cá rô phi cho con miếng như trái chuối rồi. Không, ba giờ là mình sợ con chả cá chết, mình sợ cá hố pha và mình đi mua con cá nó tươi sống. Cá biển rồi mà chẳng tươi xanh luôn á. À, cá biển thì đừng cho ăn. Vậy tại vì con tròn này cho ăn cá phi, cá trê thôi, đừng cho ăn cá biển. Rồi, tại cá biển cái xương của nó cứng quá, cái ngạnh nó nghiền sợ không nát. Cá trê là cá trê ta nuôi hả chú? Đúng rồi, cá trê nuôi á. Cá chê nó ai gì đi. Dạ. Ờ thấy con chơi chuối thích cá thôi. À. Mấy bữa trời mưa nè. Ừ. Chú nuôi sau này mấy bữa trời mưa dầm như vậy. À. Chiều cho ăn ít cá. Okay. Ờ ngày hôm sau nắng cho ăn nhiều cũng được. À. Nhưng mà mưa dầm là ăn ít cá là thôi. Tặng à. Nó không biết phân khô vậy là tốt. À. Còn mà để cho ăn nhiều cá mưa dầm này nó không tiêu hóa được nó bị đường ruột. À. Là để cho ăn chuối. Chuối với ít cá thôi. Một miếng cá cho nó cầm chừng thôi. À. Mưa dầm như vậy. Mà ngoài trời nắng chú cho ăn cứ một con cá. À. Đó. Rồi buổi sáng thì chú cưng đó. Rồi đực đẹp, nhìn nó đòn ghê. Nè con nào con đực ra chú. Dạ. Đòn đực ghê. Đòn tơ mà giữ thành. Rồi đực luôn lên giáp chuột. Là ba giờ là nó tôi đi mua thức đi ăn, tôi cho nó đi ăn được chưa? Dạ chưa đâu. Chú thí dụ như bây giờ á, chú cho ăn cá một hai bữa đi. Hai bữa cái về chú muốn cho ăn thức ăn phải không? Ừ. Chú chuối chín. À, cái chú bóp dưới thức ăn bóp vô chung chiều cho nó ăn nó gọi nó táp rồi dần dần nó quen lại cái cho nó quen cái môi trường đi rồi cái mình hãy cho ăn thức ăn luôn là mình cũng đổ chung cái đây hết rồi không cần nổ chú có cái dĩa lớn cái ngắt cái chuối gần 5-6 hai trái bóp dưới thức ăn bỏ vô trong đây nó để vô này sáng mình lấy ra chừng nào mà nó ăn nó ra phân mình cám không rồi đó nổ cám vô là nó tự ăn
Còn mình mới về mấy ngày đầu, từng lễ 10 bữa mình cho ăn cá chuối thì cho nó đều cái đường ruột rồi đi. Mà lợi cái là kiểu các mình nó tắm tròn là làm sao? Chứ không cần tắm đâu, tự nó tắm à. Tự nó lao mình đó. Ờ, cho tự nó liếm đó ha. Dạ, cái này để tối chú đổ nước cho uống đỡ đi. Lâu chưa có làm được cái quan đó. Tối cho uống nước đỡ đi. Gọi của đi em đi vô chồng nó lấy cái tiền của vô vô nhà vậy dạ. Mà lợi nó không có được cao hết á. Dạ. Cao quá chứ không có chuyển được cao. À, cái này cao, đừng cao. Cao thì nó mới mẻ, nó mới bạo. Đúng rồi, cái này mẹ ai này là lớn lên bạo đảm chưa cái chân 3 kg. Mẹ rồi là chả đi nó cỡ chừng nào nó mới là chịu. Mới lạnh. Chú nuôi tốt là 7 tháng, 7 tháng nữa là chịu. Ừ. Nếu ăn đồ tốt là 7 tháng. Nó thì là người lợi ta đi ở lợi đây, người ta muốn nuôi mà người ta chưa dám, người ta để cho tôi tức tắt trước cái thôi. Bây giờ nhiều người hiểu về con tròn lắm. Ừ. Ờ, đi ở nhà bán nước để con dâu nó đi săn rồi. Ai hả? Ờ, rồi rồi là con bà thì là còn ở tôi ở nhà tôi chạy ba quán rồi không là đóng cửa không à suốt vậy đó. Chung là con dao giống gì cũng mừng chú ạ. Nó nhiều khi không phải là mình nói hay gì nhưng mà có một cái là nhiều khi mình cũng được trộn đã cho con giống đến người ta ăn rồi. Rồi lại thằng giả dạ, nó cuốn món nó có cái thờ. Dạ đúng rồi. Thằng chở ba cái pháp kiện nó thì lâu. Dạ. Nó làm mình mà chỗ đó mình hãy tâm nắm bắt. Nắm bắt mình giữ gìn chứ. Giữ gì không có làm bậy được. Ba con em chơi trường nha. Bà ba con dặn câu nè. Con á đừng có ham tiền mà làm bậy. Con nói nếu như mà con làm bậy á nha. Là hôm nay con kiếm rất là nhiều tiền. Nhưng mà con không làm bậy. Con làm theo đúng như lương tâm thôi. Đúng hồ từ từ. Dạ, từ từ vậy á. Ờ, đi ông bà không cho mình được bao nhiêu mình đi ăn bao nhiêu cái là mình lại đừng có chăm cái nó quá lố là nó không được. Trời ơi ba con ăn chay trường rồi nhỏ 21 thì hôm nay nó 43 tuổi đi tu từ nhỏ á. Thành ra mình đâu có làm bậy được chú. Rồi ba ông dặn hoài vậy ông nói đừng có ham tiền mà làm bậy. Không con không nói con có ham đâu làm có dư thì con chia sẻ cho người nghèo với con cũng không có ham tiền có gì đâu. Con nói con nhìn vô, con nói chú Văn nhìn vô cả con tử Bạc Liêu á là con xấu. Ơi ở cái xứ sở Nam Kỳ này mà có ai bằng con tử Bạc Liêu mà người ta cũng vậy thôi thì thôi mình cứ sống tại tàn đi cũng vậy tin rồi không dạ dạ chú Giang nuôi an toàn thành công là được rồi thành công rồi là đợi bao lần cái tôi phải chăm luôn phải thành công dạ con cương quyết rồi con kệ ông vậy hiểu là cái cháu cái gì mình chú rồi đưa xuống đây cũng thật thề cũng đánh hợp ba chủ rồi thầy mở vậy là bên lại tôi báo chú chừng nào chả nó có cái hợp ờ chả có kết chỗ này chỗ kia à, về chỗ này đó rồi cái hả cơ số thầy lại tôi đã làm trước cái chuồng sẵn dạ, lần lần dạ, đó vậy tốt quá thôi cảm ơn chú Giang.